Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hàng Hóa Thái Thắng. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người thêm một dòng sản phẩm đèn pin cầm tay siêu sáng cũng đến từ thương hiệu Sapphire rất là nổi tiếng nha mọi người. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là Sapphire E12 2021 nha mọi người. Thì lúc trước thì mình đã từng giới thiệu một dòng sản phẩm Sapphire E12 và đó là cái dòng cũ ha. Và đây là dòng cải tiến E12 hoàn toàn mới nha mọi người. Nó sẽ cải tiến về cái thiết kế cũng như là cái cường độ sáng và những cái tính năng trên cái đèn này. Đây nhìn rất là xịn sò và rất là chắc chắn nha mọi người. Nó cũng sử dụng chất liệu là hợp kim nhôm hàng không và nó chất liệu này thì nó sẽ mang đến cái đèn này trọng lượng nhẹ và nó rất là chắc chắn nha mọi người. Đây, và trên thân đèn thì mình sẽ có mã là Sapphire E12 trên đây nha mọi người. Đây, thiết kế hoàn toàn khác với dòng trước đây luôn. Còn về phụ kiện thì ở đây mình sẽ có một cái catalog hướng dẫn sử dụng nha mọi người và kèm đây là cái giấy bảo hành của hãng luôn ha. Đây, thì dòng mới này thì mình có thể tận dụng những cái nguồn sạc khác nhau như là sạc dự phòng, sạc cái góc sạc của điện thoại hoặc là sạc ô tô mọi người và sạc trên laptop ha. Đây, và đây là dây đeo tay nha mọi người. Đây, dây đeo tay ha. Có điều chỉnh luôn và gài rất là hiện đại mọi người. Và đây là cái dây cáp sạc của cái đèn nha mọi người. Nó sẽ sử dụng cái cổng là tai si ha. Đây, cổng tai si này. Và mình có thể sử dụng cái cổng USB này để cắm vào những nguồn sạc khác nhau như lúc nãy mình đã nói mọi người. Đây, sạc dự phòng, sạc điện thoại, sạc laptop, sạc PC, sạc ô tô đó ha. Đây, và sạc thì mình sẽ sạc qua cái cổng này. Đây, cổng tai si trên đây. Và ngoài ra thì nó sẽ thiết kế cho mình thêm một cái cổng USB để mình có thể sạc ngược lại cho những cái thiết bị di động của mình nha mọi người. Đây, còn đặc biệt thì pin này, hãng trang bị hẳn cho mình dòng pin 26650 nha mọi người. Dòng pin này thì có dung lượng rất là cao ha, 3700 mAh. Đây, hai pin nha mọi người. Dòng pin này thì nó sẽ cho cái thời gian hoạt động rất là lâu nha mọi người. Đây, còn tiếp theo là cái hộp đựng của sản phẩm ha. Đây, hộp đựng thì nói chung thì Sapphire nó thiết kế rất là đơn giản nha mọi người. Đây, ở trên đây thì mình sẽ có những cái thông số, những cái tính năng ha, độ sáng rất là cao người, chống nước, chống va đập và sử dụng chất liệu nhôm. Ở mặt sau thì mình sẽ có thêm những cái thông tin cảnh báo lưu ý ha. Đây, và mình có thể sử dụng cái đèn này trong rất là nhiều mục đích nha mọi người, như là trong hoạt động khám phá, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ha, hoặc là đi bộ đường dài, hoặc là trong hoạt động cắm trại mọi người. Ngoài ra thì mình còn có sử dụng cho những cái hoạt động quân sự á, hoặc là dân sự nha mọi người. Đây. Đây cái hộp đựng đây, ở trong thì có những cái khay. Đây. Và tiếp theo là cái sản phẩm chính của chúng ta mọi người. Ở trên đây thì mình sẽ có những cái thông số như là logo thương hiệu Sapphire, mã sản phẩm là E12 mọi người. Và mặt sau thì mình sẽ có tiêu chuẩn chống nước IP44 nha mọi người. Đây, DC 7.4V ha. Công suất nó rất là cao rồi, lên đến là 36W luôn ha. Đây, số series nha mọi người. Đây, nói chung thì về cái thiết kế này thì nó sẽ cải tiến hoàn toàn so với dòng E12 cũ trước đây mọi người. Đây, nó thiết kế đẹp hơn hẳn luôn ha. Đây, và cầm thì nó rất là chắc tay rồi, nó sẽ sử dụng dòng pin này, pin 26650. Ngoài dòng pin này thì mình còn có thể sử dụng dòng pin 18650 nha mọi người. Nói chung thì rất là thông dụng trên thị trường ha. Nếu mà mình sử dụng pin 266 thì mình sẽ lấy những cái khay ở bên trong ra rồi. Còn mình sử dụng pin 186 thì mình sẽ cho cái khay này vào ha, để cho nó giữ cái dòng pin 186 nó nằm ở vị trí trung tâm của cái đèn. Ở dòng pin 186 thì nó sẽ nhỏ hơn là 266 nha mọi người. Đây, nó sẽ luôn có những cái gioăng cao su chống nước nha mọi người. Đây, cao su chống nước mình có thể sử dụng cái đèn này trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Còn về cường độ sáng thì nó sẽ có cường độ sáng là 1200 lumen nha mọi người. Đây, nó sẽ sử dụng cái chống bóng led là B90 ha. Đây, dòng bóng led hoàn toàn mới luôn nha mọi người. Đây, nó sẽ cho cái cường độ sáng rất là cao. Đây, ở đây thì cái chó đèn này nó sẽ thiết kế sần nha mọi người và được mạ tráng gương chuyên dụng ha, nó sẽ làm tăng cái độ phản xạ của ánh sáng mọi người. Đây, còn về cái kính cường lực này thì nó cũng tráng những cái lớp phủ để giúp cho cái đường truyền của ánh sáng nó đi xa hơn. Và nó sẽ cho cái khoảng cách chiếu sáng là lên đến là hơn 300m trong đêm mọi người. Đây, siêu sáng luôn, chất liệu là hợp kim nhôm rất là nhẹ mọi người. Và nó sẽ mang đến cái độ chắc chắn cho cái đèn ha. Còn về công tắc bật tắt đèn thì nó sẽ nằm hẳn trên cái thân đèn luôn nha mọi người, giúp cho mình dễ dàng thao tác hơn ha. Ở đây thì mình sẽ có thêm một cái đèn báo mức dung lượng pin nha mọi người. Khi mà mình sạc ha, màu đỏ là pin chưa đầy nha mọi người, và màu xanh thì đã báo pin đầy ha. Đây, cổng sạc và cổng USB để sạc ngược cho thiết bị di động. Ở trên thân đèn thì hãng nó sẽ tiện cho mình những cái đường rãnh này nha mọi người. Đây, mục đích của những cái đường rãnh này thì nó sẽ tăng cái tản nhiệt cho cái đèn nó tốt hơn rồi, giúp cho cái đèn này nó hoạt động trong thời gian dài mà cái đèn nó không có bị nóng ha, nó sẽ không ảnh hưởng những cái mềm, những cái mặt ở bên trong.
Đây, bởi vì đây là cái dòng đèn pin công suất chiếu sáng cũng như là cái độ sáng rất là cao nha mọi người. Đây, thiết kế rất là đẹp ha. Trên thân đèn thì cũng tiện cái rãnh này giúp cho mình cầm tay nó thoải mái nha mọi người, nó không có bị trơn trượt trong quá trình mình sử dụng ha. Và mình có thể sử dụng cái đèn này như là dòng đèn pin tự vệ nha mọi người. Đây. Bởi vì cái thiết kế rất là chắc chắn. Nha mọi người. Chất liệu là hợp kim nhôm hoàn toàn luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành gắn pin vào nha mọi người. Đây, gắn pin vào. Mình sẽ cho những cái khay ra. Và pin đèn pin thì mình sẽ cho cái cực dương vào trước nha mọi người. Đây, cực dương vào trước. Và vặn lại nha mọi người. Đây. Đây ha. Đây, nó có những chế độ sáng là sáng hiếu nha mọi người, sáng vừa, sáng mạnh, chế độ nhấp nháy và chế độ SOS ha, tổng là 5 chế độ nha mọi người. Giúp cho mình có thể phù hợp cho nhiều cái hoạt động khác nhau ha. Đây. Đây, nhấp nháy, chế độ tự vệ, chế độ cầu cứu nha mọi người. Đây, ui, chói mắt luôn. Nó sẽ ra từ yếu đến mạnh nha mọi người. Chế độ sáng yếu nhất ha, sáng vừa, chế độ siêu sáng, chế độ nhấp nháy và chế độ SOS ha. Mình sẽ thử tắt đèn cái phòng mình. Đây nha mọi người. Đây, siêu sáng luôn. Phòng mình làm bếp thì nó còn hơi sáng nha mọi người. Đây. Thì để tắt cái đèn này thì mình sẽ đè, mình sẽ nhấn mạnh vào trong vòng khoảng 2 giây nha mọi người. Đây. Đây tắt ha, tắt thì mình sẽ đè công tắc. Đây. Đây mọi người. Này ha. Chất liệu hợp kim nhôm hàng không AL6061TX mọi người, nó sẽ đảm bảo cái đèn này có độ bền rất là cao và trọng lượng là vô cùng nhẹ mọi người. Nó sẽ đạt chuẩn chống nước là IP44 giúp cho cái đèn này có thể hoạt động trong nhiều cái điều kiện thời tiết mưa gió bão bùng, thời tiết khắc nghiệt nha mọi người. Đây, còn có thể sạc ngược cho cái thiết bị rộng ha, dùng để sinh tồn rất là tốt nha mọi người. Đây, dòng Sapphire I12 2021 nha mọi người. Đây. Cái kích thước của cái sản phẩm này là 27x6x3cm nha mọi người. Và màu sắc đen, màu đen rất là sang trọng ha. Đây, siêu sáng luôn. Chất liệu nhôm sần. Được tráng gương, tráng nhôm phản xạ nha mọi người. Thì nếu như mọi người thấy thích dòng sản phẩm đèn pin Sapphire 12/2021 này thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số line là 0912245244 và 0974444097. Trang web là điện tử đắn.com.net và đèn pin led.net mọi người. Thì ở trên những cái trang web của mình thì còn có rất là nhiều dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu rất nổi tiếng như là của Zentop của Nhật Bản ha, hoặc là của hàng LED Laser của Đức, Bushnell của Mỹ, Maclay của Mỹ, hoặc là những dòng cua nút của Italia, những dòng giá rẻ hơn như là của Sapphire Hồng Kông, hoặc là Ultrafine mọi người, hoặc là Wuxing của Đài Loan. Những dòng sản phẩm đèn pin siêu sáng, đèn pin LED, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, hoặc là những dòng chống cháy nổ mọi người. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm những dòng thiết bị khác như là máy dò vàng, kim loại đá quý, những dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn hoặc là kính hiển vi ha. Thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ là khung ảnh số, máy gam, camera hành trình, micro không dây, có dây micro nghị, những dòng thiết bị đo lường các loại và camera dưới nước, camera nội soi nghiệp mọi người. Thì mình xin kết thúc video tại đây và mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ kỳ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo nào bên mình á. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.